Ok, chào các bạn, mình là Gà đây và hy vọng các bạn đã có một ngày học tập làm việc thiệt là hiệu quả nha. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với tựa game là Booga Booga. Và coi như là mình sẽ chơi tựa game này ha, cũng như là thực hiện cái event luôn. Mình đã có làm một cái video event cách đây vài ngày rồi. Nhưng mà nói chung là khá là lâu rồi chúng ta mới quay trở lại tựa game này ha. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi tựa game này lại một lần nữa các bạn ơi. Chúng ta sẽ chơi cái map The Lost Sea nha. Đây, cái map này thì nó khác hoàn toàn so với lại cái map The Classic luôn. Nếu mà các bạn chơi map Classic trước đây nó hack khá là nhiều á, thì chúng ta sẽ giữ nguyên cấp độ ha. Còn khi chúng ta vào cái tựa game này á, thì mọi người đều như nhau hết, đều là cấp 1 hết. Ok, trong cái tựa game này cũng là một cái dạng game sinh tồn thôi, nhưng mà chúng ta phải làm hai nhiệm vụ để có thể nhận được hai vật phẩm event. Chúng ta sẽ trở thành một người sinh tồn các bạn. Đây, hai cái nhiệm vụ đây ha. Nếu bạn nào mà chưa coi cái video của mình về hướng dẫn event á, thì các bạn hãy coi lại nha. Thì nói chung hình như là coi bộ là những con cá mập bây giờ nó bị lắc các bạn. Nó không có tấn công mình ha, cho nên cái việc mà chúng ta lấy 20 răng cá mập rất là dễ. Các bạn chỉ việc đi ra những cái chỗ mà có con cá mập nè. Cá mập bây giờ nó cũng spawn khá là thưa các bạn. Đằng kia có một con nữa kìa. Ok, bữa các kiểu như vậy nè. Đó, thường thường một con cá mập nó sẽ cho chúng ta là hai cái răng. Một cái răng, hai cái răng. 20 cái răng là chúng ta đã có thể nhận được vật phẩm là cái tai nghe rồi các bạn ơi. Bấm chữ C lên. Thì thật ra cái tài khoản rank 9512 của mình đó thì mình đã có làm rồi. Được 4 cái răng rồi nè. Ok, đi ra thôi. Ô, cái gì vậy? Mình thấy ở đây là một cái gì đó. Một cái thuyền bị đắm à. Pick up. Ôi ôi. Ô. Ghê ghê ghê. Thanh niên nào phóng cây trident cho nên mình lượm được mấy cái các bạn. À, và nếu các bạn chơi tựa game này các bạn hãy để ý góc phải màn hình đó, nó có một cái là máu ha và một cái là thức ăn. Các bạn đừng để cái thức ăn của mình trở thành không nhé. Bởi vì nếu các bạn để thức ăn của mình trở thành không thì nó sẽ chết. Chết đói các bạn. Chết đói thì không có vui gì đâu. Nếu mà chết đói thì chúng ta sẽ mất hết đồ nha. À, có trong đây một cái là nếu các bạn reset nhân vật lại thì sẽ không mất đồ. Còn nếu các bạn á mà chết á hay là bị người khác giết á thì sẽ mất hết đồ nha. Khi đó các bạn phải làm lại từ đầu. Ôi có người, có người. Mình đang ở đâu ta? Trời tối quá không biết gì hết. Thì để nhận được cái đuôi á, các bạn phải đi tìm ba cái hang động ha. Ba cái hang động nó nằm bên dưới mặt nước. Nó sẽ có một cái dấu hiệu là có một cái thuyền. Ok, mình sẽ làm một cục đá mình bữa đi. Lấy gỗ các kiểu bạn, game sinh tồn mà. Phải đi chặt gỗ, chặt đá các kiểu ha để chế đồ. Cho nên một cái tip mình nói trong tựa game này á, mà nếu các bạn mà muốn kiểu như là muốn sống sót làm event cho nhanh á, thì nếu các bạn gần chết á thì bạn hãy reset nhân vật lại. Bởi vì reset nhân vật sẽ không mất đồ ha. Tại vì nhiệm vụ 20 răng cá mập nó khá là khó. Hoặc là khi người khác giết các bạn á, một là bạn reset lại nhân vật, còn hai là các bạn hãy thoát ra khỏi server luôn, vô một cái server khác đi chơi các bạn, không vấn đề gì cả ha. Hình như cái chỗ này nó sai sai. À, bên kia các bạn ơi, bên kia dây. Trong cái map này á, trong cái map event này nó khá là ít đồ ha, nó khá là ít những cái con vật để cho chúng ta giết để kiếm thức ăn các bạn, khá là ít. Các bạn trong đây có thể chế thuyền hoặc là không thể chế thuyền cũng được, đi bộ cũng nhanh các bạn. Đây, chúng ta nhảy trên mặt nước như một siêu nhân. Ok, trong tay mình hiện tại thì không có gì cả. Trong tay mình chỉ có một cục đá, một cái dùi cui và 7 cái trident thôi. Hình như là bên đây đúng rồi. Bên đây là một cái manh mối đầu tiên nè. Cái manh mối thứ hai của hang động nó nằm bên kia nha. Nhảy xuống. Xuống xuống, đây một cái thuyền. Chui vào trong đây. Có ai không vậy? Nguy hiểm vậy? À, hình như có người. Ui, từ từ. Ê, có người biết ngay mà. Mình sẽ chế một cái đuốc, đúng rồi. Cái đuốc đâu rồi? Đây, cái touch đây. Bấm vào đây ha, bấm equip các bạn. Đó, cho bạn nào chưa biết cách chế cái đuốc nha. Xuống. Đừng đánh tôi. Tôi không có liên quan gì đâu, đừng đánh tôi. Tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi. Đó, các bạn thấy không? Góc phải nó hiện một cái là you have a secret nè. Đứa nào vậy? Thôi bỏ nha. No. Nó bị lắc rồi. Còn nói chung thì đứa nào đánh mình thì mình cứ reset nhân vật lại thôi các bạn. Sẽ không mất đồ nha. Đó là một cách chúng ta sinh tồn trong cái tựa game này. Bơi lên nào. Rồi. Các bạn để tiết kiệm á, hạn chế cho cái đuốc mình cháy lâu thì bạn hãy bấm vào cái đuốc ha. Tắt cái đuốc đi. Cho nó đưa vào cái hành trang của mình. Thì khi đó chúng ta sẽ chỉ cần chế một cái đuốc thôi. Chế một cái đuốc thì chúng ta có thể sử dụng cho ba cái hang động luôn. Bây giờ mình sẽ qua đây nha. Lưu ý kỹ lúc nào cũng phải để ý cái thức ăn bên dưới nè, mình còn 65 các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tới cái vị trí thứ hai. Rất là dễ thôi, từ bên đây nè.
nhìn thẳng qua xéo xéo bên đây ha, có một cái hòn đảo nhỏ nhỏ. Để ship mới chạy ha, quên. Cái tựa game này á, trong cái phiên bản này cũng hack nhiều lắm các bạn, trong phiên bản sự kiện này nè, hack khá là nhiều luôn. Ok, vị trí may mắn thứ hai á, để nhận được cái đu rộng nằm bên đây nè, ngay chỗ hòn đảo nhỏ, hòn đảo này nha, chơi một cái chuỗi hòn đảo cát các bạn. Ôi, đây một con cá mập. Mình sẽ đi với con cá mập để mình đi kiếm cái răng các bạn, một công đôi việc ha. Người tối cổ gà chuẩn bị đi giết con cá mập đây. Con này cá mập, cá heo hay là cá mập đầu búa gì các kiểu, các bạn vẫn nhận được cái răng nha. Chỉ nói chung là cá thôi. Ok, chết đi. Chết đi. Trong server hiện tại thì chia team khá là nhiều. Có hai team là team xanh và team đen. Chia team sẽ giúp cho chúng ta kiểu như đỡ bị chết hơn ha. Có gì đó sai sai ha. À, nhầm. Sorry. Tắt cái đuốc các bạn. Lỗi. Xin lỗi. Lỗi kỹ thuật các bạn. Đó, mình thấy một con thuyền đằng trước rồi. Cái gì vậy? Cửa nào hắc ghê vậy? Nó bay như siêu nhân luôn. Nó bơi như một tia chớp. Ok, đi xuống này nha. Có cái đuốc cho nó sáng các bạn. Bơi xuống. Rồi. Lên đây. Đó, mình đã nhận được hai manh mối rồi. Cái manh mối cuối cùng nó sẽ nằm theo cái hướng mình đang nhảy nè. Đi thẳng lên trên đó sẽ gặp hòn đảo băng ha. Ở bên đây có một cái tree bear nè. Một cái tree bear là một cái cột mốc của một cái team nào đó thì phải. À, không phải. Một cái cây trơ trọi giữa một cánh rừng thôi. Không có gì cả. Buổi sáng thì nó đi khá là dễ ha. Buổi tối thì hơi căng với lại hơi khó chút xíu. Hiện tại mình chỉ mới có 8 cái răng thôi. Thiếu được 12 cái răng nữa. Một số bạn làm không được là do bạn chưa chế cái cây Brooding Trident nha. Các bạn phải thu nhặt được 20 cái răng cá mập và chế ra cái Trident. Chế xong cái đó thì các bạn mới nhận được phần thưởng nha. Đây, một cái lối đi rất là trống trải ha. Mình chỉ cần đi lên trên kia thôi và nó sẽ mất thời gian chút xíu. Có lẽ mình sẽ tua nhanh. Vô tình đang tua nhanh, chúng ta thấy một con cá mập đầu búa. Bữa thôi các bạn. Tranh thủ. Trời chuẩn bị tối nữa rồi. Trời tối rất là khó nhìn ha. Đấy, con nào thì cũng có hai cái răng thôi. Cá mập rất nhiều răng nhưng mà mỗi con trong đây chỉ có hai cái răng thôi. Trời tối rất là khó xác định phương hướng, nhưng mà mình cứ đi thẳng hướng này thôi. Ok, sắp tới và mình phát hiện được hai con cá mập mắc cạn các bạn ơi. Tụi bay mắc cạn thì tao sẽ giết tụi bay để tao có thể lấy được cái vật phẩm event. Trời mất luôn. Hư luôn rồi. Bữa nào, đây là một con Hammerhead, một con cá mập đầu búa các bạn. Hammer là cái búa ha, head là cái đầu. Hợp lý ha. Ok, bên đây còn con nè. Các ngươi vào đây làm gì? Ở đây đâu có quán cà phê hay là ca múa nhạc gì đâu mà lại tấp vào đây. Vào đây làm mồi cho ta ư? Đi xin đi, yay. Được nhiêu cái rồi? 14 cái rồi, mình chỉ cần 6 cái thôi. Đây, một cái cây trơ trọi giữa một cái núi băng các bạn, một cái hòn đảo băng ha. Đi xuống. Ok, đi theo hướng này nha. Ở đây có một cái vũng nước nè. Bên dưới vũng nước này là một cái con thuyền bị đắm ha. Và nó có một cái hang. Ấm C. Equip cái đuốc này lên cho nó sáng. Thật ra cũng không tối lắm các bạn, nhưng mà hơi kệ ha. Xong được một nhiệm vụ rồi. Alright. Đó, góc phải hiện là bạn đã tìm ra được ba cái hang bí mật ha. Và chúng ta sẽ có được một vật phẩm là cái đuôi. Bạn thấy góc phải của mình không? You are staring 5 foot. Tức là bạn đang tìm kiếm thức ăn. Ôi, ở đây một con cá mập. Mình sẽ giết con cá mập này xong. Rồi mình sẽ reset nhân vật lại ha. Để cho nó hồi phục thức ăn của mình. Ôi, ở đây có hai con, ba con. Wow. Trên cái đảo này cá mập khá là nhiều. Có lẽ mình sẽ hoàn thành xong cái sự kiện ở đây luôn. Các bạn nhớ nha, mình vừa phát hiện là trên đây chúng ta sẽ có rất nhiều con cá mập luôn. Ok, 17% thức ăn các bạn. Đấy, 16. Trời ơi, tụi bay trên đây làm mồi cho ta à. Ồ, bên kia một con cá mập, cái răng nó khá là bự. Cho nên các bạn hãy lên cái hòn đảo băng này nè các bạn. Buổi tối nó spawn những con cá mập ở đây khá là nhiều luôn. Còn ở dưới cái vùng đồng bằng ấy, vùng đồi cỏ hay là vùng núi cát ấy, thì nó không có những cái con cá mập nhiều đâu. Đấy, nhiều rồi, 18 rồi. Tụ tập ở đây uống cà phê quá chừng luôn. Mà những con mập bây giờ kiểu như là nó dễ hơn các bạn, nó không có tấn công mình được ha. Yay, 20. Rồi, đi sang cá mập. Rồi, sau đó các bạn hãy vào cái vũ khí nè, các bạn bấm vào cái Trident này ha. Đó.
Rồi, như vậy chúng ta đã nhận được vật phẩm thứ hai, đó chính là cái tai nghe các bạn, trong cái sự kiện Aquaman này. Rồi thì trong video này mình đã hóa thân thành một người tối cổ đi săn cá mập các bạn ơi, cũng như là đi tìm những cái manh mối trong những cái hang động bí ẩn ha. Và các bạn nghĩ sao video này, đừng quên để lại một like, một bình luận bên dưới cũng như là đăng ký kênh nếu bạn là người mới nha. Mình sẽ gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.